Rồi lại hỏi nữa coi sao mà bữa nay là về trên này nữa rồi hai đứa hả? Dạ ở trên nhà con không có việc gì, không có việc làm hết chú ơi. Vậy đó hả? Rồi sao hai đứa lại về trên này bữa hổm Tuấn Anh đi về dưới là làm rễ rồi mà sao kỳ vậy? Dạ tại vì công việc ở dưới cũng làm không có quen. Vậy hả? Làm cái gì mà làm không quen? Giống như bữa hồi trước á có em bên vợ kêu con đi làm trên công ty chung với nó mà kiểu như lên trển mặn được, nhưng mà kiểu như là người ta hỏi biết cầm máy cắt không. Ừ. Con mới trả lời là không, cái đầu cái qua ngày sau con về. Vậy hả? Dạ. Rồi, nếu mà công việc đó không làm được thì mình làm công việc khác hai đứa. Ở dưới công việc nó khó kiếm hơn trên đây. Hay là do cũng giống như là tại vì bên người Khmer của Nho đó là nói không hiểu hay sao? Tao dạ. Cũng nói tiếng Việt bình thường mà. Cũng có nói tiếng Việt nhưng mà lâu lâu người ta nói chuyện là nói tiếng bản thôi. Vậy đó hả? Rồi Nho sao Nho? Dạ. Ừ, cũng ở nhà, chồng đi làm ở nhà, mình ở nhà thôi hay sao? Dạ con ở nhà. Ừ. Rồi có đi làm tiếp luôn không? Làm với chồng luôn không? Dạ con tính là về đây rồi con đi làm chung với chồng con. Vậy hả? Rồi ở dưới là tới giờ là khoảng nhiêu ngày rồi nhớ không ta? Lúc mà chú quay là hình như là mười mấy bữa hay gì phải không? Cả tháng gì chưa? Cái bữa đó chú đưa vợ về dưới. Ừ. Về dưới là một ngày chắc cũng cỡ 8 ngày, 9 ngày. Ừ. Rồi ở dưới ăn uống ở bên đồ ăn bên vợ được không? Thấy được không? Dạ được. Quen không? Dạ ăn cũng ngon. Vậy hả? Rồi bà và vợ đối xử sao, ổn không? Dạ ổn. Có gì không, có khó gì không mà sao mà thấy tự nhiên bữa nay đâu lạc lòi về đây tại? Dạ không, mẹ con thì thương hết luôn. Mẹ với bà Hương thương hai chồng đồng đều, Hương hai chồng đó em đồng đều chú. Tự nhiên bữa nay chú gặp hai đứa không biết cái vấn đề gì ở dưới có khó khăn gì không mà sao tự nhiên về đây? Dạ không, kiểu như là con nhớ trên đây á, rồi cái mẹ với các bà nói nếu như mà con nhớ thì con về hai chồng con nhiệt chỉnh chơi đi, rồi chừng nào cha mẹ muốn nhớ hai chồng con chạy đi xe lên thăm. Ừ. Thăm hai chồng cũng như là thăm bên hai xuôi dai vậy đó. Ừ. Rồi Nho là nhớ bà nội chồng hay gì? Hay là nhớ mẹ chồng hay mà về đây? Dạ nhớ bà nội chồng. Không có nhớ mẹ chồng không? Dạ nhớ chút xíu. Nhớ xíu hả? Dạ. Chủ yếu nhớ bà nội chồng ha. Dạ. Rồi là nữa là mình về trên đây luôn hay sao? Hay là mình quyết định là cái công việc ở trên này mình làm trên này, hay là mình ở dưới với mẹ ruột mình? Đó, theo như con á. Theo con á là con tính là con đi làm kiếm tiền thì có nhớ mẹ thì về thăm mẹ. Vậy là mẹ ở dưới ha? Dạ. Sao bữa hổm nói là rồi ở với mẹ dưới luôn mà? Thì con cũng nói vậy nhưng mà thí dụ con lên trên đây con nhớ bển, nhưng mà con cũng gán lên trên đây con làm kiếm tiền con về dưới. Gì ngộ à? Tức là kiếm tiền về dưới ở dưới hay sao? Không, về dưới chơi à. Chơi vậy đó hả? Mẹ dưới đó, rồi đầu cái chừng nào ấy, chạy về trên đây cũng được. Ừ. Vậy là tức là mình về trên đây để mình kiếm công việc mình làm ha. Dạ. Rồi là mình theo chồng luôn ha. Dạ. Hai chồng đâu vợ đó hay sao? Dạ. Bữa hổm là quá trời luôn rồi, nhớ mẹ quá trời rồi, đội dưới không rồi, đâu ở trên này đâu. Thì con thấy cũng nhớ mẹ dưới nhưng mà con biết là mẹ con kiếm số tiền mà đi kiếm con mà con biết là con không biết nói gì luôn. Mày ruột á hả? Sao khóc rồi? Nói nghe tới mẹ thì con khóc. Thì bây giờ mẹ con cũng trùng phùng gặp nhau rồi, có gì đâu khóc nữa, đã mẹ con đã gặp nhau rồi. Bây giờ thì mẹ cũng biết là con đang ở cái chỗ nào và ở bên chồng thương như mình như thế nào rồi. Dạ. Chung rồi gặp lại nhau hai mẹ con gặp nhau giờ chủ yếu là mình lo kiếm tiền làm hai vợ chồng sinh sống đi, rồi nếu mà ở đâu được thì ở dưới được thì ở trên này được thì ở. Rồi hổm gà là cái công việc đó làm không được rồi, hai đứa hổm gà ở nhà chưa có kiếm việc làm hả? Có tính là công chuyện sắp tới không? Dạ có. Ông anh con á, ông điện
ông anh Mằng ở ngoài Sài Gòn Củ Chi á, ông điện nên giờ ông nói chừng nào dạ mày có hãng cứ công dân. Ông nói là đợi chắc cũng khoảng tầm tầng chừng nào có thì em bên vợ nó điện lên cho hay, nó kêu đi ra phòng ngoài bưu điện lấy hãng cước xong rồi là đến làm. Là ông anh có ông chạy xe giờ đây ông rước hai chồng đi lên. Cũng như trọ ở là anh lo hết trơn rồi. Để biết công việc làm gì không Tuấn Anh? Dạ biết, cái đó là làm bên gì? Làm bên Sân Gòn á, bên công ty Quýnh Gòn á. Đi lụm bánh hả? Dạ. Trời đá hả ta? Còn, cái đó nghe nói tiền nhiều lắm á. Cái con với ông anh con á thì mấy ông kia thì làm mà bảo dạy, còn với ông anh con làm thì bên chỗ lái xe điện chạy ra chạy vô đó. Rồi hai vợ chồng làm luôn hay vậy hay là một mình? Dạ, con thôi. Một mình con, rồi vợ con thì nó làm bên kiểu như là chùi ba cái cây quýnh bóng nữa, quýnh gòn nữa. Làm đó em mà nha. Con có nói là lương tháng nhiều không? Dạ con không biết nữa, con nghe ông anh con nói một tuần trước điện luôn á, nói là mức lương á từ 6 triệu. Con nghe từ 6 triệu thôi nhưng mà con không biết nó có thiệt hay không. Giờ là tính làm bữa nào đi? Dạ đại dặn có giấy xong rồi con trả luôn. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là bữa hổm là nho là lúc mà mẹ con mà trùng phụng nhau đó là nho là tới giờ là chưa có giấy phải không? Dạ, chưa có căn cước phải không? Dạ. Hiện tại mà làm chưa? Con làm chưa? Làm rồi nhưng mà nó hẹn. À, nó tức hẹn là rồi. Chờ ngày để mà lấy giấy ha. Dạ. Lúc đó là có căn cước rồi đi đâu nó cũng dễ. Dạ. Rồi nữa là hai đứa là đi chung nhau đi trên kia làm ha. Tính ăn cơm mà mẹ bà chưa nấu cơm nữa, thôi hai chồng con ăn lấy 10.000 ra chợ mua bánh lạc vặt là vặt ăn á, cái no xong qua đây chơi. Qua chơi cái đầu tưởng ông bên đây đổ bánh xèo, qua xin ăn cái đầu ấy không thấy đổ bánh xèo thôi, còn cơm còn gán nghỉ ăn luôn. Mẹ chồng con tính ngồi chồng á chơi khoảng tầm tiếng ngoài về được rồi. Đầu nghe chú điện lại đó. Vậy là giấc sáng thường mình đi qua bên chùa mình chơi vậy đó hả? Đi làm con quả hả? Dạ. Rồi lúc mà về ở bên vợ đó, nho có dẫn ông xã mình là đi ăn uống những cái món mà đặc sản ở dưới Sóc Trăng không? Hay là này kia đâu dẫn đi chơi gì không? Dạ có đi nhưng mà đi vòng vòng không? Vòng vòng đó hả? Dạ. Đi vòng vòng mấy quán trà sữa cũng như là uống trà sữa xong rồi đi chơi vòng vòng. Con đêm thì tối tối thì con với em rể thì hai anh em thì đi cắm câu. Lấy chuốc một câu tre đó, bắt đầu cái móc mồi vô cắm xuống dọc cái kinh đó, cắm dài vô. Chú được biết là hình như là hai đứa là chưa có làm đám cưới phải không? Dạ chưa. Vậy sao hai bên gia đình, bên đàn trai bên đàn gái gặp nhau rồi thôi người ta tổ chức luôn đi? Đây đợi con về thì cha chồng có hứa là mùng 1 Tết gì đó, là qua mùng 1 Tết là làm cái đám, nhưng mà cuối cùng không thấy, không có. Là sao là chú chưa hiểu á? Là cha nói mùng 1 Tết đó. Mùng 1 Tết năm nay hay là năm sau? Con không biết năm nào nữa, mà ông cha nói là mùng 1 Tết đó thì làm cái đám cho hai đứa con. Nhưng mà con đợi hoài không thấy. Là mùng 1 Tết là năm... Ba con nói á, thì là mà ông có tiền khá, ông làm một cái đám cưới mua cặp đeo bông cũng như là vậy đó. Mà kiểu như là ông ba con lỡ hứa rồi, kiểu như là ông gán bằng có tiền đâu mà ông mua cặp đeo bông. Tức là do cha mẹ của mình hơi khó khăn phải không? Dạ, cha mẹ nhưng mà cũng quyết định là sẽ có một ngày là sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa phải không? Dạ. Rồi con có nói gì với bên mẹ ruột mình không? Nho á? Dạ con chưa nói. Chưa nói hả? Dạ. Thôi bây giờ đàn trai không có vốn rồi, thôi đàn gái lo đi. Mẹ con có tiền đâu. Con nói thiệt mà, mẹ con già rồi, mẹ con đâu có làm cái gì ra tiền đâu. Vậy đó hả? Cái này chú nói chơi thôi chứ thực chất ra thì nếu mà về đám cưới thì đàn trai là phải lo, đàn trai phải lo. Còn mà thí dụ như cho nhiều cho ít gì đó là do hai bên, nhưng mà tổ chức thì cho vàng cho này kia đồ là phải đàn trai cho chứ đàn gái đâu có làm gì.
Thì cái đợt mà lễ gì cắt tóc vậy á, để cho ông thầy chùa đọc kinh cho khỏe mạnh đó, là bên đàn gái làm. Còn mà ví dụ có đám cưới á, là bên đàn trai. Cái đó là bên phong tục bên con phải không, là bắt buộc phải làm phải không? Bên dạ. ông mấy ông thầy lại đó là bắt buộc phải làm phải không? Dạ. Ừ. Ví dụ con về á, cho xả xui á, đi mất tiêu hết á. Ừ. Là chút vậy thôi, còn mà ví dụ có đám cưới là bên đàn trai làm. Ừ. Không phải là thằng gái làm. Ừ, cho chú hỏi thêm chút xíu là mấy người thầy đó lại là làm cúng kiến cái gì à, nha? Dạ, đọc kinh. Dạ, đọc kinh. Cho là cho hai đứa vô ngồi ở giữa hay sao? Dạ. Ừ. Ở giữa lại ngồi mà kiểu như là lại gì chắp tay nè, mà cái giò mình bẹt lên đây. Ừ. Tức là cái đó là giống như là để mà ba cái ô quế rồi nó đi hết hay sao? Dạ. Cho hai đứa nó đến với nhau đó hay gì? Dạ. Rồi cũng như là cho biết luôn là tiếng Anh là rễ bên bển hay sao? Dạ. Ừ. Tại mấy chú không gần. Cũng như là bà con bển á, ai cũng thương hai chồng hết. Ừ. Ông kiểu như là có nó hẹt, cũng như là mấy người ở bển á, người ta thương, người ta dạy, người ta phiên, con cũng nghe nữa. Ừ. Như là dạy tiếng Anh ha. Dạ. Ví dụ mà bọn có nói lớn tiếng gì mà không phải là lớn tiếng đâu. Tại nói chuyện ưa là nói chuyện là phải con cháu nghe. Không phải là la không. Mà cái này nói là có dạy. Ừ. Không phải là la. Dạy cách lễ nghĩa rồi với người dân tộc Khmer ở bên con thì nó có nhiều cái tục tập quán thì người Việt nhiều khi người ta không biết. Dạ. À, bển nó là ít nói chuyện á. Ít nói chuyện là sao nhỏ? Là ít nói chuyện, ví dụ chồng con nó chưa biết á, tại bữa đó về á thì chồng con nói chuyện quá trời nói luôn. Nhưng đó mẹ con nói á, cái gì mẹ con có nói là kêu con nha, kêu nó Nhiên ơi, sao chồng con nói chuyện quá trời nói luôn mà, nhưng mà nó không biết nó nói cái gì luôn, nhưng mà mẹ không có hiểu. Ừ. Cái đó rồi mới chồng con mặc buồn, mấy con nói trời ơi mẹ thương lắm, nhưng mà thương thì thương hết luôn, không phải là thương có thương bên anh đâu. Ừ. Rồi con nói gì cái bữa hổm con về với cái con có tiền hút thuốc á. Ừ. Thế đầu cái mẹ mới cho tiền cho lần 20 ngàn, không thôi là cho 30 ngàn cho mua hút thuốc. Ừ. Muốn gói một là còn nhiêu là tiền cho vợ mua bánh ăn không à. Nhưng mà nếu mà mình bỏ được bỏ ha, mấy cái đó mình bỏ đi, đừng có hút cho nó có tốt cái sức khỏe mình ha. Rồi cái chiếc xe này là cái chiếc xe tình yêu của hai đứa đó giờ đó hả? Dạ không, chiếc phải xe không? Là của ông cha. Xe này của con hồi lần á, nó bị bánh á, rồi đầu mới giá lại. Rồi có chiếc xe nào mà đứa chạy, đứa ngồi, đứa ngoài sau chạy, đứa ngồi trên xe là xe nào? Dạ là xe kia, nhưng mà xe kia cha cho 100 ngàn mua xe đó. Vậy nè, cho chú quay cái xe chú coi. Rồi chiếc xe này là của ông cha hả? Dạ. Chứ không phải của con hả? Dạ. Con là xe kia ha. Xe kia là mẹ đó. À, hai đứa đâu có ngồi được phải không? Dạ. Đứa ngồi với đứa ngoài sau chạy phải không? Dạ. Rồi tiếng Anh là có bằng lái chưa? Hả? Bằng lái xe Honda hả? Ừ. Dạ chưa. Thì sao? Hồi đó con mới học tới lớp 2 là nghỉ rồi. Ừ. Sao không học bằng lái đi nữa, sau này làm có tiền chở vợ đi chơi đồ, đi xe gắn máy với người ta trời. Không lẽ chạy xe đạp hoài tiếng Anh? Nữa là chỉnh con mượn anh hai bà con của bên nội á chỉ. Chạy xe 50 được không? Dạ được, 50-100 được. Không có đặt cho chạy xe ba mà. Nho sang nói với ông xã đi, nói anh gắn làm kiếm tiền đi mua xe gắn máy chở em đi chứ em chạy xe đạp hoài chứ chịu sao nổi. Con có khuyên chồng con nhưng mà chồng con nói bây giờ em cũng gán đi. Ừ. Là tới có một ngày thì anh kiếm tiền anh mua chiếc xe. Ừ. Tại vì ước mơ con nhỏ lớn giờ là có một chiếc xe để chạy tới lui đi mặn đồ. Mua chiếc cũng được nữa. Một chiếc cùi không biết nó đẹp hay cùi. Nhưng mà có phương tiện đi lại đi mặn rồi. Ai kêu gì mặn đó.
gán lên để mình đi làm kiếm tiền đâu, ta con ta thấy thương là ta giúp nữa. Vậy là hai đứa không gà là từ lúc mà nhận mẹ ruột của mình tới giờ là hai đứa thất nghiệp á, chưa có làm gì ha. Nói chung người ở dưới quê này thì làm cái công việc thì nó khó hơn là ở trên thành phố. Thành phố thì dễ kiếm lắm, dưới này muốn kiếm một cái việc làm ổn định nó cũng khó lắm. Làm là làm luôn mà phải chì mới được chứ, làm mà bữa làm bữa nghỉ là tại vì anh hai con có nói á, lên chảnh á, làm á là phải làm luôn trong công ty. Công ty người ta lo ăn lo ở rồi, lo trọ cho mình ở. Rồi xong cái đầu người ta nói với con á là bữa nào lên, bữa đó người ta điện hỏi con nè là bữa nào lên, hai chồng con lên. Con nói là chưa biết nữa, đợi vợ em có giấy đi rồi lên. Anh hai con đưa cái máy điện thoại cho ông chủ công ty nói chuyện chứ con á, ông chủ công ty á không có chừng nào lên thì cho chú hay. Bữa đó vợ con đang ở trong toilet á, rồi cái nằm hồi trước đang bấm điện thoại coi phim xíu đó, cái anh hai điện lại đó, anh nói vậy đó, anh nói nè Út, bây giờ cưng nói chuyện với ông chủ đi. Con hỏi là ông chủ nào, nói là ông chủ sân golf đó đó. Rồi hiện tại là bây giờ là hai đứa là về là ở ở riêng hay là ở với cha mẹ chồng nhỏ? Ở với mẹ chồng, với cha chồng. Hôm bữa là khi mà mấy chú lại quay là thấy cái nhà nhỏ xíu rồi sao ở? Hai đứa sao ở được? Dạ, hai chồng ở trong phòng. Ở trong buồng ha? Dạ. Rồi cha với mẹ này ở ngoài trước hay gì? Dạ, cha mẹ ngủ ngoài trước. Cái ban đêm cái đầu cái... Sao chú thấy cái bề ngang nhà có xíu à? Dạ, bề ngang nhà con là có 4 mét mấy à? Ừ, rồi cái chiều dài có chút xíu chiều dài có chừng 5 mét không? 5m2. Nó có hình vuông quá vậy. Dạ đó. Vậy đó. Cái đền nhà đó là nội hồi lần á, bà nội con bà có tiền á, cái được bà mẹ nuôi con ở ngoài nước ngoài giúp đỡ đó, bà mua cho đền nhà đó. Vậy đó hả? Dạ. Ừ. Cho tiền nội con á, rồi nội con thấy đất đó rẻ đó, mua lại. Mua lại của mấy người trước, chủ sở hữu trước á, người ta đi á, người ta đi mua đất của khác ta ở đó, cũng như là bán đất lại rồi đầu cái mấy cái cắt cái nhà lên. Hồi đó cái nhà lá ở là ở cái nhà lá nó sập sệ, cái nhà lá mà con đứng lên mà con đụng đầu là cái kênh là sáng là bị ung cục đó. Chứ nhà con chưa được bằng cái nhà thiết. Rồi hiện tại là bây giờ là ở chung vậy đó ha. Thôi bây giờ đi lại thăm mẹ của con đi. Dạ. Tại vì hôm trước thì chỉ có gặp mẹ con được cái lúc mà đi đưa nho về bên mẹ ruột nè. Dạ. Nói chung cũng ít có nói chuyện nhiều với chị nữa, với dạ. Mẹ con ha. Giờ dạ. Đi qua bển đi. Dạ.